Con nên là cũng chơi thân với em, con giám đốc công an Sóc Trăng của anh. Bây giờ là
xin một lần lời tuyên bố và đồng ý đồng ý Thanh Hóa lên trận gặp Bùi Thị Hương Ninh Bình đem hồ sơ. Sân bay liên bố và đồng ý đơn vị Bắc Ninh thăng trận. Sân hai với 48 ký nữ Cao Thị Hậu Thanh Hóa gặp Ngô Kim Ngân Đồng Tháp. Sân một là tuyên bố và đồng ý đơn vị Thanh Hóa thắng trận. Sân bầu 45 ký nữ. Sân hai là bài tuyên bố đơn vị Sóc Trăng thắng trận.
Xin hai người đồng viên lên thì Nguyễn Thị có bị bình thường ra vùng trắng, gặp Nguyễn Thị bé Bi Cần Thơ ra vùng xanh, thành công 48 ký nữ. Sân hai trọng tài tuyên bố vận động viên đơn vị Bình Thuận đang trận. Sân hai 48 ký nữ vận động viên Hà Ngọc Chi Thanh Hóa ra vùng trắng gặp Nguyễn Thị Hải Yến Hà Nội ra vùng xanh. Trọng tài tuyên bố vận động viên đội Thanh Hóa thắng trận trên sân 2. Sân 2 có 48 kg nữ vận động viên Lê Hương Lan đơn vị Bình Dương ra vùng trắng gặp Đặng Thị Thanh Thủy đơn vị Bình Thuận ra vùng xanh.
sân hai trọng tài thành phố và đồng ý là về Bình Thuận thắng trận. Sân hai trận đấu tiếp theo của 48 thứ hội và đồng ý Nguyễn Ngạn Cương là về Bình Thuận đã một trận gặp Bùi Thị Hải Yến trong mười bộ công an đã hụt sân. Sân 1 trọng tài tuyên bố và đồng ý đồng vị Thanh Hóa thắng trận. Dưới 42kg nữ sân 1 và đồng viên Trịnh Thị Diệu Nguyên đồng vị Thanh Hóa đang một trận. Các vận động viên Quỳnh Thị Hồng Vân đồng vị quân đội đang một sân. Sân 2 đến 90 Việt Nam và đồng viên Nguyễn Xuân Phi đơn vị Hà Nội đã một trận gặp và đồng viên Triệu Phương Điền đơn vị thành phố Hồ Chí Minh tại một sân. Ông ngồi Nguyễn Linh ơi trong tay. Lá bông luôn luôn. Và đi bố của đồng viên đồng vị thành phố Hồ Chí Minh thắng trận lên sân 2. Dưới 90 kg nam sân 2 và đồng viên Phạm Thành Tính đồng vị Trà Vinh đang hụt trắng gặp Nguyễn Chí Minh đồng vị quân đội đang hụt xanh.
100 là ngoan. Bé nó ở nhà nó tập khá là siêng. Chúng ta tuyên bố vận động viên đơn vị Thanh Hóa thắng trận. Ban tổ chức chúng tôi xin mời các vận động viên, huấn luyện viên, sang sân viên, tất cả những người có liên quan đến trận đấu. Cách chỉ lùi là đúng theo luật của chúng ta. Thank you.
Số 2 trọng tài tuyên bố vận động viên đội Bắc Ninh thắng trận. Số 2 dưới 48kg nữ vận động viên Nguyễn Thúy Vy đội bị Sóc Trăng ra một cánh gặp Lê Thị Mỹ Huyền đội bị Bình Thuận ra một sân. Sân 1 trọng tài tuyên bố vận động viên đơn vị Thanh Hóa thắng trận. Sân 1 với 45 ký tự vận động viên.
thứ hai trọng tài thứ bốn và đấu viên đơn vị tình huống đáng trận. Xin mời Nina và vận động viên Nguyễn Xuân Phi về Hà Nội đang cùng chán gặp Nguyễn Trí Vinh quân đội đang cùng sân. Thank you.
số 145 ký nữ vận động viên Dương Thị Thảo Thanh Hóa đang một trắng cho Nguyễn Thật Hải Yến Trà Vinh đang một xanh. Bé lúc nãy của bên anh đánh tốt nhờ, còn em được. Sân 2 bán kết là cơ chiến 90 đi nam và đồng viên Triệu Phương Điền của người thành phố Hồ Chí Minh ra màu trắng. Là một đồng viên Phạm Thành Tính đơn vị Trà Vinh ra màu xanh. Thank you.